Xin chào anh em, đây là con xe của mình. Đây, cái đồng hồ vẫn còn ngon. Xe mình vừa để nổ xong. Đây, cái hệ thống quạt. Máy lạnh, quạt. Nhạc. Đây, máy vẫn ngon. Cái đề trần mình mới đóng lại, trần 5D. Đây, ghế tài xế, xe rất rộng. Đây, ghế sau và bằng sau nữa rất rộng. Đây, trần 5D. Đây, cốp sau rất rộng. Đây, ghế bên lề cũng rất rộng nhỉ. Máy cũng rất là ngon, chạy rất là êm. Cái bình này mình mới mua cách đây 1 tháng. Đây, đây mình tắt nhạc nha. Mình tắt máy luôn nha. Rồi mình để lại. Đấy, máy chạy gần rất là ngọt. Vâng anh nha.